Và sau đây là những câu nói mà mấy con trà xanh hay dùng. Và sự thật tụi nó nghĩ gì sau những câu nói đó. Em thấy anh tốt như vậy mà sao tối ngày chị ấy cứ trách móc anh không à? Không có biết quý anh gì hết trơn á. Em thấy anh ngon á, khoa anh to, nhà anh giàu, nhất định em phải gả được anh. Anh mau quay lại với bạn gái của anh đi, em không có muốn làm cô ấy tổn thương đâu. Trời má, cô ấy ghen hả? Mắc cười vậy trời. Bạn gái anh khóc kìa, vui ghê. Em rất là ghen tị với bạn gái anh. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có rất là nhiều anh chàng đẹp trai như vậy hết trơn á. Còn chung quanh em á, không có bạn khác giới nào hết á. Nghe tội nghiệp lắm đúng không? Em gặp anh nào em cũng nói câu này hết trơn á. Thằng ngu. Thiệt sự luôn á, bạn gái của anh đúng là biết cách chọn bạn trai. Thiệt sự em rất là ghen tị khi thấy anh đối xử tốt với lại cô ấy. Nghe mát lòng mát dạ ha. Tốt nhất là anh nên đối xử tốt với em hơn là bạn gái anh đi, cho em đỡ ghen tị. Húp em đi, anh biết đó, con chim nhạn sớm luôn to hơn con chim nhà mình. Nhiều khi bây giờ anh bỏ bạn gái anh quen em rồi á, em lại thấy con chim của thằng khác ngon hơn. Hôm qua lúc mà anh nhắn tin cho em á, em rất là vui luôn á, cho nên em mới gọi điện thoại cho anh ngay. Nhưng mà sao lúc đó anh tắt máy của em vậy? Lúc đó anh đi với bạn gái hả? Cô ấy thật là may mắn khi được đi cùng một người bạn trai nha anh. Thiệt ra là em nhắn tin tầm chục thằng vậy á. Anh có thể chia tay bạn gái anh được không vậy? Em chưa chắc cần anh đâu, nhưng mà anh có thể chia tay bạn gái anh được không? Đúng không? Piu piu piu. Cái này em nói với anh thôi nha. Em không có chắc gì anh hết trơn á. Tất cả là lỗi của em. Vì em đã yêu một người mà người đó đã có bạn gái rồi. Từ tận đáy lòng em biết mình rất là sai. Anh yên tâm nha, em sẽ không làm gì để gây ảnh hưởng tới tình cảm của hai người đâu. Tất cả là em, do em sẽ không giành giật, em sẽ không tranh giành đâu. Em sẽ không làm tổn hại tới ai hết. Đây là chuyện của riêng một mình em thôi, cho nên anh đừng có quan tâm tới em. Vậy em mẹ cái miệng em lại đi, em an phận em ế đi. Trời đất ơi, mắc cái gì mà đóng vai phụ nữ lụy tình vậy? Mắc cái gì mà đóng vai phụ nữ đáng thương tổn thương vậy? Ủa? Ai làm gì mày? Tự mày vậy mà. Trời đất ơi, khép lại. Màn nhung khép lại nha, bớt diễn. Anh đừng có giận cô ấy nữa, anh cũng biết mà. Con gái tính tình thất thường lắm. Nếu anh thấy không thoải mái thì đi chơi với em đi. Đừng giận cô ấy nữa, cô ấy thất thường lắm. Chịch em đi. Thứ con gái cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Ăn đi, rồi gian mai thấy mẹ anh luôn. Ôi, anh có cơ bắp hả? Ngầu ghê á, có thể cho em sờ chút xíu được không? Chỗ này không có cơ, em cũng có thể rờ được chứ. Nghĩ tới việc mỗi đêm phải ở một mình thật cô đơn và đáng sợ, em chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn và chăm chỉ hơn thôi. Qua chịch em đi anh ơi, em sẽ chăm chỉ và mạnh mẽ lúc đó. Một người con gái như em chắc chắn phải cô đơn tới già rồi. Khen tao đi, nói tao xứng đáng có 10 người yêu đi. Ngày mai em phải dậy sớm, nhưng mà em sợ em ngủ quên quá à. Anh có thể kêu em dậy được không? Em chỉ muốn em là người đầu tiên anh nghĩ tới sau khi mà anh tỉnh dậy, trước cả bạn gái của anh mà thôi. Em chỉ coi anh là anh trai thôi à, anh đừng có suy nghĩ nhiều nha. Đúng rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều, anh nhìn thôi. Anh nhìn nhiều vào đi anh. Thấy mong em căng đét không anh ơi? Em không có chơi được với con gái. Em nghĩ á là con trai dễ kết bạn hơn là con gái. Tại con trai ga lăng và khí chất hơn, con gái thì hơi đánh đá chút xíu, cho nên là mấy bạn hơi ghen tị với nhau á. Mà chơi với con trai á, mỗi lần á mà buồn á có thể gạt chịch được nữa đó anh. Xin lỗi, em không có muốn liên lạc với anh đâu, nhưng mà em sợ làm phiền anh á. Xin lỗi, nếu mà anh thấy phiền em sẽ bám anh cho tới khi nào mà anh hết thấy em phiền.
bạn gái của anh vẫn còn hiểu lầm em với anh hả? Thôi để em giải thích cho cô ấy nha. Em giải thích cho cô ấy là anh thích em nhiều hơn thích cổ luôn. Em cũng muốn tìm được một người con trai tốt như anh, nhưng chẳng ai thương em cả. Thì anh có thương em không? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Thương em không? Có thương em không? Mặc dù anh có bạn gái rồi nhưng mà anh có thương em không? Thương em nha. Bạn gái của anh tốt quá à. Em thật sự rất là muốn chơi thân với bạn gái của anh luôn á. Nhưng mà sao cô ấy có vẻ không thích em thì phải. Sao em làm gì cũng cô ấy cũng bác bẻ hết trơn á. Không biết là cô ấy có hiểu lầm em với anh gì không nữa. Em hơi say á, anh có thể đưa em về được không? Về giờ này tối rồi. Em sợ, em không có dám bắt. Không có dám bắt xe. Anh có thể đưa em về được không? Bạn gái anh có phiền không? Phiền nha. Má. Phiền. Rất phiền. Đi bộ đi. Em không có nhiều người bạn lắm. Anh là người bạn tốt nhất với em á. Cái mặt mày sao mà không có bạn được hay vậy? Ăn ở sao mà không có bạn được vậy? Trời ơi, người ta nói tâm sinh tướng á. Sao không có bạn, không ai dám chơi với mày vậy? Trời ơi, sao ghê dữ vậy? Phải coi lại mình nha.